Xin chào các bạn, quay trở lại với phần 2 làm lunette động máy tiện của mình. Lần này mình sẽ hoàn thiện nó và test thử. Bây giờ mình sẽ kẻ tâm để đặt châu đỡ vào đúng vị trí để hèn vào thân của lunette. Ở đây ống châu đỡ là 42mm, thì mình chỉ cần kẻ từ tâm ra 21mm một đường thẳng song song với tâm. Rồi mình sẽ đặt cữ trên đường thẳng đó và đặt sát châu đỡ vào là nó đã ở giữa tâm. Còn châu đỡ trên này mình đã cắt sẵn theo tâm, nên chỉ cần đặt châu đỡ vừa bằng với mép ngoài của lunette. Tiếp theo, mình sẽ hèn thêm 2 miếng long đền để dời khoảng cách của lunette ra xa bàn giao tiện, giúp châu đỡ dưới có thêm không gian và dễ thao tác hơn. Bây giờ mình sẽ gắn các chi tiết lại. Vòng bi mình sẽ tháo nắp chặn ra và cho thêm mỡ bôi trơn vào để giúp bôi trơn và hạn chế sinh nhiệt trong quá trình vận hành. Ok, như vậy mình đã hoàn thiện lunette động tự chế này. Bây giờ mình sẽ thử vận hành xem như thế nào. Ở đây chậu đầu dưới có một chút vấn đề là khi mình siết ốc hẻm chậu thì chậu đã bị chạy xuống, làm vòng bi không chạm vào phôi được. Vì vậy mình sẽ khắc phục bằng cách thêm một cây ren giúp tăng chỉnh và cố định chấu lại khi siết ốc hẻm. Ok, bây giờ mình sẽ thử tiện lại trên trục. Trục này mình tiện có đường kính là 60mm. Mình sẽ thử tiện trơn và tiện ren. Bậc này có chiều dài là 80cm.
Tiếp theo là mình sẽ thử tiện ren. Đây là bước ren 8mm. Sau khi test thử lunette này, mình thấy nó hoạt động hiệu quả, tiện trơn cũng như là tiện ren dài khá là ổn định, vì nó giúp hạn chế sự đẩy phôi, rung phôi, vỡ giao tiện khi mà mình gia công những trục dài. Bây giờ mình sẽ thử tiện với trục nhỏ hơn là 25mm, có chiều dài khoảng 90cm.
Ok, video này mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.